Kanye West, hẹn hò bồ cũ của Ronaldo, kim siêu vòng 3 được tỷ phú độc thân nhòm ngó. Tin đồn tình cảm giữa rapper Kanye West, chồng cũ của Kim Kardashian và siêu mẫu Irina Shayk, tình cũ của tài tử Bradley Cooper, đang khiến người hâm mộ của họ vô cùng hoang mang. Thông tin bắt nguồn từ trang mạng Do It Right, nơi theo dõi và tung tin đồn về các ngôi sao Hollywood. Trang này trích dẫn một nguồn tin cho biết Kanye West đang bí mật qua lại với Irina Shayk, mẹ của con gái Bradley Cooper. Sau đó, người này bình luận, sau khi xem xét kỹ hơn, tôi không biết dùng từ hẹn hò có đúng không, nhưng họ đang quan tâm đến nhau. Nguồn tin thứ hai khẳng định rằng Irina và Kanye đang thực sự hẹn hò dù chưa tung ra được bằng chứng. Các fan của Irina Shayk lẫn Kanye West đều rất sốc khi tin đồn được đăng tải trên Mon. Nhiều người không tin đây là sự thật và cho rằng hai ngôi sao này không hề hợp nhau để thành đôi. Không ít fan của Irina vẫn đang hy vọng cô tái hợp với tài tử Bradley Cooper vì cặp đôi gần đây thường xuyên xuất hiện bên nhau tại New York để đưa con gái đi chơi. Tuy nhiên, theo Mon, ít ai nhớ Irina và Kanye có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay. Năm 2010, siêu mẫu Nga được Kanye mời đóng trong MV Power của anh. Cô xuất hiện quyến rũ trong bộ cánh thiên thần và là người đẹp nổi bật nhất giữa dàn thiên thần trong video. Hai năm sau, Irina làm người mẫu catwalk cho bộ sưu tập thời trang thu đông của Kanye tại tuần lễ thời trang Paris. Thời điểm đó, Irina đang hẹn hò siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Chỉ vào tháng trước, Irina Shayk gây chú ý khi dạo phố với chiếc áo phông đặc biệt cho Kanye West thiết kế, hợp tác sản xuất cùng Balenciaga, chiếc áo in chân dung rapper vừa qua đời DMX và chỉ được sản xuất với số lượng có hạn nhằm quyên góp cho gia đình DMX. Chính vì vậy, một số người cho rằng chuyện Kanye West có quan hệ tình cảm với Irina Shayk không phải là không có khả năng. Irina Shayk vẫn độc thân từ khi chia tay Bradley Cooper hè năm 2019. Cô từng qua lại với doanh nhân Vito Chambel vào năm ngoái, nhưng sau đó họ chỉ giữ quan hệ bạn bè. Siêu mẫu 34 tuổi hiện sống cùng con gái 4 tuổi Lee tại căn hộ riêng ở New York. Còn Kanye West vừa ly hôn ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian vào đầu năm nay. Rapper 43 tuổi và người đẹp siêu vòng 3 chia sẻ quyền nuôi 4 người con chung. Kanye hiện sống ở hai nơi là Los Angeles và Wyoming. Trong khi Kanye West bị đồn qua lại với siêu mẫu xinh đẹp thì Kim Kardashian cũng không im hơi lặng tiếng. Kim siêu vòng 3 được cho là đã lọt vào tầm ngắm của Jeremy Rowan, một tỷ phú gốc Ấn Độ. Vào tuần trước, cô Kim đã đến tham dự tiệc sinh nhật của vị tỷ phú này ở Beverly Hills. Bữa tiệc còn có một số ngôi sao Hollywood khác. Mỹ nhân thị phi diện váy xẻ cao kết hợp với đôi scandal buộc dây gợi cảm và những phụ kiện ấn tượng. Từ khi trở lại độc thân vào tháng 2, Kim tích cực tham gia các cuộc vui. Cô luôn xuất hiện lộng lẫy xinh đẹp trong những trang phục sexy. Nguồn tin tiết lộ trên Paisit, rất nhiều người đàn ông giàu có và nổi tiếng đang muốn kết bạn với Kim sau khi nghe tin cô ly hôn. Nhiều người tiếp cận Kim thông qua bạn bè chung và những người cô làm việc cùng để mong được hẹn hò. Từ thành viên gia đình hoàng gia, các tài tử hạng A, các ngôi sao thể thao đến những tỷ phú CEO, mọi người cũng cố làm quen với cô ấy qua tin nhắn mạng xã hội. Kim Kardashian được mệnh danh là nữ tỷ phú độc thân được khao khát nhất thế giới. Vợ cũ của rapper Kanye West không chỉ xinh đẹp nóng bỏng, nổi tiếng mà còn rất giàu có với khối tài sản tự thân kiếm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Còn Jeremy Rowan được tạp chí Time miêu tả là tỷ phú độc thân bí ẩn ở London. Anh ngoài 30 tuổi chưa vợ con, James đang thừa kế khối tài sản 26 tỷ đô la Mỹ. Bố của anh là ông trùm bất động sản sinh ở Mumbai, sở hữu vô số đất đai ở quận Mayfair ở London, bao gồm khu mua sắm 200 tuổi Burlington, AK. Bản thân James đang nắm giữ vai trò giám đốc điều hành. Kim và chồng cũ rapper Kanye West cũng là tỷ phú. Theo Forbes, Kanye West đang sở hữu khối tài sản 1,8 tỷ đô la Mỹ, trong khi Bloomberg thống kê anh có 6,6 tỷ đô la Mỹ. Sau ly hôn, Kim và Kanye vẫn giữ nguyên tài sản của riêng mình vì đã ký hợp đồng tiền hôn nhân trước khi làm đám cưới năm 2014.